Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Rồi thì tôi biết là từ sáng giờ có rất là nhiều bạn đang kiếm tôi luôn, và cũng như là khi mà sáng sớm này tôi mới vừa ngủ dậy thì tôi đã nhận được rất là nhiều cái tin nhắn từ phía tất cả mọi người này. Và cũng như là trong cái kênh YouTube của tôi thì mấy bạn đã vào, mấy bạn bình luận rất là nhiều về cái vấn đề của cái clean quay luôn mọi người ạ. Thì sau khi mà tôi nhận được những cái thông tin đó thì tôi cũng đã nắm rõ được cái tình hình rồi, là có rất là nhiều bạn hỏi là anh ơi, tại sao mà bây giờ là cái clean quay nó không cho ghép cây sử dụng miễn phí nữa, và anh có cái cách nào mà đã fit để cho tụi em có thể là sử dụng miễn phí để tụi em treo farm được bằng cái clean quay trên cái tựa game Goblox PC hay không. Rồi thì sẵn ở đây thì tôi sẽ giải thích cho mọi người luôn, và cũng như là tôi sẽ nói cho mọi người hiểu lý. Rồi thì sẵn ở đây thì tôi sẽ nói cho mọi người nghe về một số cái vấn đề mà lý do tại sao mà cái clean quay họ lại không cho chúng ta sử dụng ghép cây miễn phí đó nha mọi người. Rồi thì cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề mà nổi nhất từ hôm qua tới bây giờ luôn, đó là về cái tình trạng đó là ban nặc nha mọi người. Rồi thì như những bạn có thể biết là vào từ hôm qua tới bây giờ thì đã có rất là nhiều bạn bị cái tình trạng đó là bị ban một ngày rồi đó. Thì đa phần là những cái bạn mà bị ban một ngày đó thì do là sử dụng cái clean, những cái clean trên Roblox PC với mọi người, chẳng hạn như là clean quay nè, hoặc là clean Solara rồi đó, thì có một vài bạn đó là đã bị cái tình trạng đó là bị ban một ngày nha mọi người. Chính vì thế là bên quay họ không cho chúng ta ghép cây miễn phí nữa, để họ tiến hành họ fix lại cái lỗi này thì để chúng ta sử dụng một cách an toàn hơn và không có bị ban nha. Đó, cái đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là từ hôm qua tới bây giờ có rất là nhiều bạn khi mà ghép cây bên cái clean quay với mọi người, mấy bạn theo kiểu là dạng buy back hay ấy đó, thì chính vì thế là bên quay không có kiếm được thu nhập đấy. Thì cái đó cũng là một cái lý do mà để có thể là quay không cho chúng ta ghép cây miễn phí nữa nha. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, thì đâu đó là khoảng vài ngày nữa thì bên quay sẽ cho chúng ta ghép cây miễn phí trở lại nha mọi người. Tại vì hồi nãy là mình có vào trong cái trang web ghép cây của quay ấy, thì mình có ghép cây thử, thì bên bản có bảo là khoảng vài ngày tới thì cái chỗ ghép cây quay miễn phí đó thì nó sẽ hoạt động trở lại ha. Bây giờ thì họ sẽ fix về cái vấn đề là theo kiểu là sử dụng làm sao mà để tránh nó bị ban nặc này, và cũng như là viết lại cái cách mà ghép cây nha mọi người, để cho mọi người có thể là ghép cây một cách thủ công và không có bypass nữa. Thì cái này là tôi nghĩ như thế ha. Đó, và thêm một cái lý do nữa, đó là cái lý do mà sắp tới là bên CleanWay á mọi người, họ sẽ ra một cái phiên bản CleanWay miễn phí riêng, cái giao diện riêng, nó sẽ không có chung với lại cái giao diện premium nữa. Chính vì thế thì họ sẽ không cho chúng ta ghép cây free nữa, để họ tiến hành họ cập nhật thay đổi cái clean thành cái CleanWay miễn phí riêng nha. Đó, thì cái đó cũng là một trong những cái lý do mà cho game CleanWay họ không cho chúng ta ghép cây nữa nha mọi người. Đấy, thì ở cái thời điểm hiện tại thì bạn nào mà muốn sử dụng cái clean dành cho cái tựa game Roblox PC ấy, thì hiện tại nếu mà về miễn phí thì chúng ta chỉ có một cái clean thôi, đó là cái clean Solara, và thêm một cái clean nữa, đó là cái clean Restart V2 nha mọi người. Cái clean mà hôm qua tôi có chia sẻ đến cho mọi người á, thì nói chung là những cái clean này thì nó sẽ bị một cái nhược điểm, đó là nó sẽ không có hỗ trợ cho mọi người full sầu rip nha. Đó, nó sẽ không hỗ trợ full sầu rip giống cái clean quay nha mọi người, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ an toàn hơn cái clean quay rất là nhiều. Tại vì đa phần thì qua tới bây giờ là những bạn sử dụng cái clean quay là đã bị ban rất là nhiều đó. Chính vì thế thì họ không cho chúng ta get cây free nữa, để tránh cái tình trạng là chúng ta bị ban nhiều nha mọi người. Đó, thì đó là những cái lý do mà khiến cho cái clean quay họ không cho chúng ta ghép cây nữa nha mọi người. Thì về sau là khoảng vài ngày tới nữa, thì chừng nào mà họ cập nhật lại cái cách ghép cây mới hoặc là ra cái phiên bản quay miễn phí mới thì tôi sẽ làm để gửi đến cho mọi người ha. Còn trong video ngày hôm nay thì tôi biết là mọi người khi mà mọi người nghe được cái tin quay không còn ghép cây free nữa thì mọi người đang rất là buồn, và đặc biệt là những bạn mà PC cấu hình yếu là mấy bạn cực kỳ buồn luôn. Đa phần là những bạn mà PC cấu hình yếu thì mấy bạn sẽ không có sử dụng giả lập được, tại vì khi mà sử dụng giả lập thì treo nó sẽ rất là lắc đúng không. Chính vì thế là trong video ngày hôm nay thì tôi có hai cái thứ cực kỳ quan trọng để gửi đến cho mọi người. Cái thứ đầu tiên là về cái bản sầu rip Nano Farm, và cái thứ hai là tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể là sử dụng treo farm được trên PC và cực kỳ mượt luôn nha mọi người. Và cái cách này nói thiệt nếu mà mọi người muốn an toàn cho cái ạc của mọi người thì mọi người nên sử dụng cái cách này. Tại vì tôi đảm bảo cho mọi người luôn, khi mà mọi người sử dụng cái cách này thì mọi người sẽ không bao giờ bị ban luôn nha mọi người. Tại vì cái cách này là cái cách truyền thống từ trước tới bây giờ rồi đó, nó sẽ không có theo kiểu là dạng giống cái clean quay đấy. Thì chính vì thế khi mà mọi người sử dụng, mọi người treo farm bằng cái cách mà chuẩn bị tôi mang đến cho mọi người ấy, thì nó sẽ không bị cái tình trạng đó là ban nặc ha. Đó, thì bởi vậy thì bạn nào mà PC cấu hình yếu này, hoặc là muốn treo farm trên PC này, thì mọi người nhớ là xem tới cuối video đã biết cách để có thể là treo farm ha. Còn bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi review cái sầu rip trước, rồi sau đó thì tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể là cài đặt cái clean dành cho cái tựa game Roblox trên máy tính cực kỳ mượt luôn nha anh em. Ok, let's go. Và rồi ok anh em ơi, thì đây là cái phiên bản Nano Farm mà trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đến cho mọi người. Thì đó là cái bản này thì nó mới chỉ vừa ra mắt hôm qua thôi, thì do là ngày hôm qua tôi không có thời gian làm video cho mọi người, thì chính vì thế là ngày hôm nay thì tôi sẽ tiến hành vào để tôi review sơ cho mọi người ha. Tại vì video này thì nó cũng hơi dài một tí, tại vì tí thì tôi phải hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người có thể là cài đặt được cái clean mới dành cho cái tựa game Roblox PC nữa. Thì chính vì thế là những bạn nào mà muốn trải nghiệm một cách chi tiết mà cảm nhận được thì mấy bạn có thể lấy về để sử dụng ha. Bản này thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn luôn, là nó sẽ không cần phải ghép cây hoàn toàn 100% nha anh em. Rồi thì đó là cái bản ngày hôm nay tôi mang đến cho mọi người thì do là nó mới vừa ra mắt vào ngày hôm qua thôi, thì chính vì thế là nó hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều chức năng luôn, từ farm level này cho tới farm mastery này, farm phong thảo trái, farm gương đồ là có đầy đủ hoàn toàn 100% ha. Có white scan này, rồi có black scan này, thì những cái này là dành cho những anh em nào mà theo kiểu là máy lắc thì các bạn sẽ bật lên đó. Auto star là tự động nâng chỉ số, rồi là có đầy đủ cho anh em ha. Và đặc biệt là ở đây thì chúng ta sẽ có là phần PVP luôn nha anh em. Đây
hỗ trợ cho mọi người này, auto kill player này, rồi ambush kill này, giờ theo kiểu là tự động dịch chuyển tới người chơi, rồi ESP rồi là có đầy đủ cho mọi người luôn đó. ESP là nhìn xuyên tường nè mọi người thấy không. Rồi ví dụ mọi người không muốn nhìn cái này thì mọi người bật là ESP player lên là hiển thị thông tin người chơi nè. Đấy, bên kia cầu là có rất là nhiều người luôn nè mọi người thấy không, đó rất là nhiều ha. Rồi thì nói chung là những cái chức năng này á, thì mọi người về mọi người trải nghiệm. Còn ngoài ra là có cái chức năng là auto farm level nữa này. Đấy, auto farm level thì nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ rồi sau đó nó sẽ tự động đi đánh nha anh em. Đây, nó sẽ tự động nhiệm vụ và tự động đi đánh. Thì cái của này á, thì nó sẽ gom quái với lại là nó phát ra tấp đồ đánh rất là nhanh. Thì giờ mọi người khỏi cái bàn về cái vấn đề này ha. Đó, ngoài ra thì nó hỗ trợ cho mọi người này. Về phần auto thì có những cái auto khác luôn. Auto siêu bét này, rồi tự động thu hoạch melee này. Rồi auto, nói chung là auto từ A tới Z luôn. Đó, bạn nào muốn sử dụng cái bản này thì các bạn lấy về để sử dụng ha. Rồi, dịch chuyển quân đảo quân sale này. Rồi random food đồ cái thứ nữa này. Đó. Và ngoài ra thì có cái phần là cái này là để treo ride nha mọi người. Đấy, auto treo ride này, tự động mua chip rồi tự động treo ride này. Hỗ trợ cho mọi người up full tộc level 4 này, dịch chuyển full full ấy luôn nha mọi người. Đó, full gear luôn. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều ha. Thế thì nói chung á là hỗ trợ cho mọi người là farm sang event, farm pixel island này, rồi farm terosat rồi là có đầy đủ hoàn toàn 100% cho anh em ha. Đấy, việc của anh em là chỉ cần lấy về và treo và farm thôi. Đấy, ngoài ra là có những cái phần khác nha anh em, chẳng hạn như là phần shop này, rồi phần mid đồ cái thứ này. Đây, phần mid rồi là có đầy đủ cho anh em luôn. Đó, thì hiện tại là cái server Discord của tôi là tôi mới up thêm một cái theo kiểu là dành cho những anh em nào mà chơi cái tựa game Lost này rất là thích luôn. Đó là cái Novity. Thì cái này là hỗ trợ cho anh em là theo kiểu là tìm những cái đảo bí ẩn đồ nhanh hơn nè. Với lại là mọi người muốn join server đồ thì mọi người chỉ cần copy cái dòng đó rồi sau đó mọi người vào những cái script ấy. Nó sẽ có cái phần là join IP nè mọi người thấy không. Mọi người chỉ cần dán vào rồi mọi người nhấn join một phát là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người tới cái IP trong cái đó ha. Đó thì rất là ngon nha mọi người. Rồi thì nói chung là bản này thì tôi chỉ review sơ thôi. Còn ví dụ nào mà anh em nào mà muốn sử dụng bản này thì tôi sẽ để cái bản này dưới phần bình luận game cho anh em ha. Còn ở đây là tôi chỉ review sơ thôi. Do là video thì nó có giới hạn nha mọi người. Đó, còn bây giờ thì mà anh em đến với lại cái cách mà để cho tất cả những anh em nào mà máy cấu hình PC cực yếu hoặc là siêu yếu có thể sử dụng được treo trên máy tính thì đây nha anh em. Ok, mà anh em đến với lại cái cách ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Và rồi thì sau khi mà anh em nhấn vào hai lần xong thì anh em đợi một tí thì nó sẽ hiện lên cái bảng mà để cho anh em có thể là cài đặt ha. Rồi thì đó với lại cái bảng cài đặt này thì nó chỉ có đúng một nút là theo kiểu là anh em chỉ cần nhấn vào một phát thôi là nó sẽ tự động cài đặt từ A tới Z cho anh em luôn. Đó. Thì ví dụ mà anh em thường thường là anh em trên máy tính của anh em thì nó sẽ có rất là nhiều cái ổ đĩa đúng không? Ví dụ nếu mà anh em không muốn cài trên cái ổ CD hoặc là anh em có những cái ổ khác chẳng hạn như là EAF thì khi mà anh em có những cái ổ khác thì anh em có thể là chuyển đường truyền được ha. Đó, bằng cách là anh em nhấn vào cái browser này nè. Đấy, thì nói chung là anh em có thể là chọn rất là nhiều ổ ha. Đây, ở đây nè, chẳng hạn như là tôi có cái ổ C với lại ổ D. Thì ví dụ mà anh em chống cái ổ nào á, anh em cài ổ đó. Chẳng hạn như ở đây thì tôi cài ổ D thì tôi sẽ chọn ổ D. Đó, thì mặc định của nó là nó đã chọn ổ D cho tôi rồi. Thì bởi vậy là tôi sẽ không có cần chọn nữa ha. Rồi, thì sau khi mà chọn xong rồi á, thì anh em chỉ cần nhấn vào cái nút chính giữa là Quit Insta thôi. Đó, anh em nhấn vào đúng một lần duy nhất là nó sẽ tự động nó cài đặt từ A tới Z cho anh em ha. Thì đối với lại cái giả lập này á, thì nó được một cái là nó là phiên bản live. Thì do là phiên bản live là nó đã rút gọn hết mức có thể cho anh em rồi. Nó đã tối ưu cực kỳ tối ưu dành cho những bạn máy yếu rồi. Chính vì thế là những anh em nào mà máy cấu hình yếu thì anh em chịu khó là tải cái này về để sử dụng. Thì khi mà sử dụng bằng cái này thì tôi đảm bảo với anh em luôn là anh em sẽ không có bị cái tình trạng đó là bị ban một ngày nha anh em. Ok, thì bây giờ anh em đợi cho nó cài đặt thôi. Và rồi thì sau khi mà nó đã cài đặt xong rồi thì nói chung là cái này thì nó cũng cài rất là nhanh thôi mọi người ạ. Đâu đó là khoảng chừng dưới một phút thôi là nó đã cài xong rồi nè. Rồi sau khi mà cài đặt xong thì mọi người nhấn vào cái chữ là finish cho tôi ha. Đó, mọi người nhấn vào cái chữ finish thì lập tức mà khi mà nhấn vào xong là nó sẽ tự động nó mất đi cái bản cài đặt nha anh em. Rồi thì sau khi mà nó mất đi cái bản cài đặt xong thì ở ngoài cái màn hình máy tính của mọi người là nó sẽ xuất hiện hai cái biểu tượng, đó là cái biểu tượng của cái memo mà mọi người vừa cài nè. Đó, thì cái này là cái file cài đặt nha. Cái này là cái file cài đặt thì cài xong rồi thì tôi sẽ để nó qua bên cho nó đỡ bị lộn nha anh em. Rồi thì khi mà anh em đã cài xong cái memo thì ở ngoài cái màn hình của anh em là nó sẽ xuất hiện hai cái biểu tượng, một cái biểu tượng là memo với lại là một cái biểu tượng là multi memo nha anh em. Rồi thì bây giờ để có thể mà chạy được cái memo này thì anh em tuyệt đối là anh em không có được nhấn vào cái memo này lập tức nha. Thì lý do tại sao, lý do khi mà mới vừa đầu anh em nhấn vào cái memo thì anh em sẽ bị cái tình trạng đó là lỗi như thế này nè, là mặc dù là nó sẽ hiện lên để nó chạy cho anh em luôn nhưng mà nó sẽ bị cái tình trạng đó là nó sẽ tới cái khúc mà 59% là nó sẽ bị dừng lại nha anh em. Đó, nó sẽ không có chạy tiếp. Đây anh em đợi nè, đây anh em có thể dòm nè. Đây thì khi mà anh em này đó, nó sẽ bị cái lỗi là 59% nè, đó là nó sẽ dừng luôn, nó sẽ không có chạy tiếp. Thì để có thể mà khắc phục cái lỗi này thì anh em sẽ tiến hành anh em tắt nó đi nè. Đây anh em sẽ đào cái memo. Rồi anh em sẽ mở cái multi memo lên cho tôi ha. Anh em nhớ là lúc đầu là anh em phải mở cái multi memo lên chứ anh em đừng có chạy cái này là nó sẽ bị lỗi là 59% nha anh em. Đó, anh em mở cái multi memo lên nè. Rồi sau khi mà mở lên xong thì nó sẽ hiện lên như cái này. Thì cái multi memo thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em theo kiểu là tạo nhiều cái giả lập ha. Đó, tạo nhiều cái giả lập. Thì cái mặc định cái giả lập của mọi người là cái giả lập này nè. Đó, giả lập hồi nãy mọi người chạy là cái giả lập này nè. Đấy, thì cái giả lập này là nó đang bị cái tình trạng đó là lỗi 59%. Thì chính vì thế là mọi người hãy xóa đi cho tôi. Đó, mọi người xóa đi ha. Rồi sau đó mọi người tạo cái giả lập mới, mọi người nhấn vào new. Rồi mọi người chọn là cái Android 7.1 64 bit giúp tôi nha. Nhớ là phải chọn cái này nha anh em. Đó, nhớ là chọn cái dòng này. Rồi chọn xong rồi thì nó sẽ tự động nó tạo cho mọi người một cái giả lập mới có cái Android là 7.1 64 bit luôn. Đây mọi người đợi cho nó chạy nè mọi người thấy không? Đó, thì nói chung là sau khi mà chạy xong rồi thì nó sẽ hiện lên như thế này.
và ở ngoài cái màn hình của mọi người á là nó sẽ xuất hiện em đó. Thì sau khi mà nó chạy xong như thế này rồi thì bây giờ anh em chỉ cần là nhấn vào cái chữ start thôi. Đây, mọi người nhấn vào cái chữ start lại, mọi người tiến hành mọi người mở cái bản memo mà mọi người vừa tạo ra ha. Đó, mọi người nhấn vào rồi mọi người chạy nó lên. Rồi sau khi mà mọi người chạy lên xong á thì đối với lại cái bản memo mới vừa tạo này thì nó sẽ sửa được cái lỗi là 59% mọi người thấy không? Đó là nó sẽ tiến hành nó fix được cái lỗi đó và nó sẽ chạy qua luôn. Rồi thì bây giờ đó là việc của mọi người là chỉ cần đợi vào thôi. Thì khi mà vào xong á thì tôi sẽ nói cái lý do cho mọi người là xem nè. Đây thì ở đây là tôi đã vào rồi nha mọi người. Thì cái lý do mà cái memo này phiên bản live á đó là khi mà mọi người vào á là mọi người thấy nè là nó cực kỳ mượt luôn anh em ạ, nó rất là mượt luôn. Và nó theo kiểu là những cái app mà upgrade đồ á là họ đã xóa hết đi cho mọi người rồi. Việc của mọi người á là bây giờ là chỉ cần là cài cái những cái clean vào để mọi người sử dụng thôi. Đó, thì có nhiều bạn á là sẽ bảo là sao không có CH Play đồ đúng không? Thì nó đã có sẵn hết trong đây rồi. Thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể làm bật cái CH Play lên ha. Rồi mọi người vào trong phần cài đặt này. Rồi sau đó mọi người vuốt xuống. Thì ở đây á là nó là mặc định tiếng Anh thì mọi người có thể là chỉnh lại tiếng Việt ha. Đây, mọi người có thể là áp thêm cái tiếng Việt vào. Đó, tiếng Việt nè, rồi mọi người kéo lên đầu. Đó, mọi người nhắm này, mọi người kéo lên là nó sẽ quay về tiếng Việt cho mọi người. Rồi sau khi mà quay về tiếng Việt rồi thì mọi người sẽ vào cái phần là ứng dụng nha mọi người. Đây, phần ứng dụng nè. Thì trong đây á là nó sẽ có cho mọi người những cái ứng dụng chẳng hạn như là cửa hàng CH Play nè. Thì ở đây á là người ta đã tắt đi rồi. Ví dụ mà mọi người muốn mở lên thì mọi người nhấn vào rồi mọi người nhấn chữ bật là nó sẽ bật lên cho mọi người ha. Đó, mọi người bật cái này rồi mọi người bật thêm cái dịch vụ này lên cho tôi. Rồi. Rồi thì sau khi mà bật xong rồi thì ở ngoài của cái điện thoại cái giả lập của mọi người là nó sẽ có cái CH Play nha mọi người. Đó thì bây giờ á mọi người bật tiếp cho tôi thêm một cái nữa, đó là cái ZA server ha. Đây ZA server, mọi người click vào rồi mọi người bật lên cho tôi luôn. Rồi thì mọi người nhớ là phải bật cái ZA server với lại là cái cửa hàng CH Play về giúp tôi ha. Đó, hoặc là Chrome, ví dụ mọi người muốn xài thì mọi người có thể là bật nó lên luôn. Còn ở đây thì tôi không có cần xài Chrome thì bởi vậy là tôi sẽ không có cần bật ha. Rồi sau khi mà mọi người bật xong, mọi người quay trở về thì ở ngoài cái điện thoại màn hình chính của mọi người là nó sẽ xuất hiện cái CH Play này. Đó, với lại cái ZA server thì CH Play bây giờ thì mọi người có thể là vào được bình thường 100% ha. Đó, vào được bình thường luôn. Rồi bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể là cài đặt được cái clean vào trong cái giả lập này. Thì cái cách mà cài clean á thì đầu tiên là mọi người có thể là vào trong cái kênh Đạt THG, kênh YouTube của tôi á. Rồi thì sau khi mà mọi người vào trong cái kênh YouTube Đạt THG của tôi rồi thì sau đó mọi người sẽ vuốt xuống ở dưới cái phần bình luận game. Thì ở trong những cái video mới nhất của tôi á là tôi đều cập nhật những cái clean cho mọi người ha. Đó thì ở đây á là hiện tại á là có cái clean Data X là mới vừa được cập nhật nè, thì mọi người có thể là tải cái clean Data X về. Còn cái clean Flusu á thì nó vẫn đang trong quá trình là cập nhật nha. Chừng nào mà có cái bản mới thì tôi sẽ mang đến cho mọi người sau. Đó thì ở đây á mọi người nhấn vào cái clean Data X này rồi sau đó mọi người nhấn vào đây để mọi người tải về. Rồi thì ở đây á là do là tôi đã tải sẵn rồi thì bởi vậy là tôi sẽ không có cần tải nữa nha mọi người. Rồi thì ở đây á là tôi đã tải sẵn rồi nè. Thì đối với là cái clean memu này á thì mọi người sẽ không cài được bằng cái cách là theo kiểu là mọi người nắm mọi người bỏ vào nha. Nếu mà mọi người nắm mọi người bỏ vào á thì nó sẽ không có cài đặt được nha anh em. Thì chính vì thế để có thể mà cài đặt được cái tựa game Roblox ở ngoài á thì mọi người sẽ vào trong cái phần thư mục ở đây nè. Đây mọi người có thể thấy nè, đó có cái phần thư mục nè mọi người thấy không? Trên cái giao lập luôn. Mọi người nhấn vào. Rồi sau đó thì nó sẽ ra bốn cái thư mục như thế này. Bây giờ thì mọi người sẽ tìm tới cái thư mục cuối cùng. Có cái hình biểu tượng cửa sổ nè, mọi người nhấn vào. Đó là nó sẽ ra cái thư mục mà để cho mọi người bỏ cái clean vào ha. Rồi thì sau khi mà nó ra cái thư mục rồi thì bây giờ mọi người có thể là bỏ cái clean vào. Ở đây thì tôi xóa đi. Đó, thì mới đầu á là nó sẽ như thế này nha anh em. Đó, mới đầu á khi mà mọi người nhấn vào cái biểu tượng cửa sổ là nó sẽ ra cái thư mục như thế này. Thì bây giờ á mọi người chỉ cần là mọi người copy cái clean mọi người vừa tải về ở ngoài cái máy thiệt của mọi người á. Đó, mọi người copy nè, rồi sau đó mọi người bỏ vào cái thư mục này. Đấy, dán nó vào. Đó, như thế là xong ha. Rồi sau khi mà dán vào xong á thì mọi người tắt nó đi. Rồi mọi người mở cái CH server lên. Đó, rồi sau đó mọi người vào tìm cái thư mục là download này. Đấy, thì lập tức là cái data X của mọi người nó sẽ được chuyển vào trong cái giả lập nha anh em. Đấy, việc của anh em bây giờ thì chỉ cần cài đặt thôi, nhấn vào nè, rồi cài đặt thôi. Đó, đơn giản nha. Rồi, thì ở đây á là nó bảo là mọi người đang bị chặn nè, thì mọi người mở cái chặn lên, đấy nhấn vào cài đặt rồi sau đó mọi người tích vào là không có nguồn gốc. Đó, rồi sau đó mọi người quay trở về, mọi người cài đặt lại là nó sẽ cho mọi người cài đặt ha. Theo kiểu là mọi người cấp cái quyền cho nó là được. Đấy. Rồi thì như thế là coi như là mọi người đã cài đặt thành công được cái clean này nè. Bây giờ thì mọi người chỉ cần nhấn mở để nó mở cái clean lên cho mọi người thôi. Đây, ở đây thì tôi sẽ mở cái clean lên nha anh em thấy không? Thì hiện tại nè, đây nó đã vào được bình thường rồi ha. Thì sau khi mà vào được bên trong rồi thì bây giờ anh em đăng nhập cái tài khoản của anh em vào. Thì sau khi mà đăng nhập xong thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em tối ưu thiết lập làm sao mà cái memo này tối ưu nhất có thể ha. Rồi bây giờ anh em đăng nhập tài khoản anh em vào. Rồi thì sau khi mà tới đây là coi như là anh em đã đăng nhập cái tài khoản của anh em vào rồi nè, và anh em có thể thấy là nó rất là mượt luôn nha anh em, cực kỳ mượt luôn. Rồi thì để có thể mà cài đặt làm sao mà cho theo cái máy của mọi người nó mượt nhất có thể á, thì đầu tiên là mọi người nhấn vào cái hình mũi tên màu cam ở trên đây. Đó. Rồi thì ở đây á là nó có cái phần là check update nè. Thì ở đây mọi người tắt cái check update đi cho tôi bằng cách là nhấn vào cái chữ là no remoder. Đó, rồi nhấn clean node cho tôi ha, để tắt nó đi. Rồi ở đây á thì đầu tiên là mọi người vào cái phần setting. Rồi thì trong cái phần setting này thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người là có thể cài đặt làm sao mà để cho theo cái máy của mọi người ha. Rồi, đầu tiên á là nó sẽ mọi người có thấy cái phần reset setting là mọi người thấy không? Mọi người nhấn vào. Thì ở đây á là nó sẽ có bốn cái mức độ cho mọi người. Cái mức độ đầu tiên á là dành cho cấu hình siêu yếu, mức độ thứ hai là dành cho cấu hình yếu và mức độ thứ ba là dành cho cấu hình trung bình và cuối cùng là dành cho cấu hình mạnh ha. Đó, thì này á là mọi người tùy chỉnh theo cái máy của mọi người thôi. Chẳng hạn như á cái máy của mọi người mà theo kiểu là cấu hình trung bình hoặc là cấu hình yếu á thì mọi người nên chọn giúp tôi là cái medium ha. Đấy, tôi á thì tôi khuyến khích mọi người là nên chọn medium, tại vì medium là tôi thấy là tối ưu nhất có thể rồi. Rồi, tiếp theo á là về cái render mode.
Thì Render Mode ở đây á, là nó sẽ có hai phần, là một phần là dành cho cái OpenRL, còn một phần là dành cho cái Direct. Thì nói chung á, là mọi người sẽ chọn một trong hai. Ví dụ mà mọi người chọn cái OpenRL mà mọi người vào mọi người thách ra xong á, thì khi mà mọi người chọn cái OpenRL mọi người lưu xong rồi mọi người vào game á, thì nếu mà mọi người thấy nó lắc giật quá thì mọi người có thể tắt cái OpenRL đi, mọi người chuyển qua cái Direct ha. Tại vì á, tùy theo máy nha mọi người, có những máy á, là nó sẽ theo kiểu là tối ưu cho cái OpenRL, thì hoặc là có những máy á, là nó sẽ tối ưu cho cái Direct. Chẳng hạn như máy của tôi á, thì nó tối ưu cho cái Direct thì tôi sẽ chọn cái Direct ha. Rồi, và sau đó thì mọi người sẽ bật cái RBU lên, RBU nè, RBU memory đó, mọi người bật cái này lên ha. Rồi sau khi bật xong, mọi người quay qua cái phần display. Rồi trong phần display này á, là để cho mọi người chỉnh theo kiểu là chỉnh cái độ phân giải của cái máy của mọi người. Thì mặc định á, là nó sẽ làm cái độ phân giải rất là cao, là độ phân giải 1920x1080. Thì ở đây á, mọi người sẽ chỉnh xuống cái mức thấp nhất luôn là 1280x720. Đấy, cái này á, là cái mức mà tối ưu cho cái máy yếu nhất rồi nha mọi người. Đó, mọi người chỉnh vào cái mức này cho tôi. Rồi sau khi mà chỉnh xong rồi thì nói chung là mọi người cũng đã cài đặt xong rồi đó. Thì đối với lại cái giả lập này thì cài đặt rất là nhanh ha. Đó, rồi thì tiếp theo là phần profile. Thì ở đây là mọi người chọn cái máy thôi. Ở đây mọi người chọn cái Asus ROG 5 đi. Đấy, như thế là xong rồi nha anh em. Rồi sau khi mà anh em đã tiến hành anh em xong hết rồi đó, bây giờ anh em nhấn OK. Đấy, nhấn OK xong thì nó sẽ hỏi anh em là khởi động lại cái giả lập không. Anh em nhấn là Reset Now cho tôi để tiến hành nó khởi động lại cái giả lập ha. Rồi thì sau khi mà anh em khởi động lại cái giả lập xong á, thì anh em vào anh em chơi, tôi đảm bảo với anh em luôn, nếu mà anh em làm theo những gì mà nãy giờ tôi nói là nó sẽ rất là mượt nha anh em. Rồi khởi động lên rồi, bây giờ thì vào trong cái tựa game Roblox thôi. Đây anh em vào nha. Rồi thì sau khi mà anh em vào lại trong cái tựa game Roblox rồi, thì bây giờ anh em chỉ cần là vào game để anh em chơi thôi ha. Rồi thì ở đây á, là do là đây thì nói chung là tôi sẽ vào trong cái logbook cho anh em xem luôn. Đấy, để cho anh em biết là nó mượt cỡ nào. Thì với cái cách này á, là anh em có thể là chơi được cái tựa game Roblox này trên máy tính rồi. Và đặc biệt đó là khi mà anh em sử dụng bằng cái cách này thì anh em sẽ chơi được và không có bao giờ bị ban nha anh em. Đó, không bao giờ bị ban luôn. Đấy, rất là ngon nha. Và rồi thì như anh em có thể thấy á, thì khi mà anh em vào á, là nó sẽ tự động nó chuyển sang cái màn hình ngang cho anh em chơi ha. Và đặc biệt á, là anh em có thể thấy nè, là Clean vào á, là sử dụng bình thường luôn nha anh em. Đó, thì tới cái bước này anh em vào là anh em trải nghiệm thôi. Thì do là ở đây á, là do cái mạng tôi nó lắc á, thì bởi vì là nó chưa có load được cái con nhân vật nha. Đó, thì khi mà vào á, anh em đợi một tí cho tiến hành nó load con nhân vật nha anh em. Thì cái này á, là tùy theo cái mạng của mọi người. Thì hổm giờ á, là tôi xài cái mạng Viettel thì bởi vậy á, là nó lắc là chuyện bình thường nha mọi người. Và rồi ok anh em ơi, thì đây đó, thì cuối cùng là nó cũng đã load được rồi nè. Đó, và mọi người có thể thấy nè, thì khi mà bây giờ khi mà nó load xong á, là mọi người đã có thể tiến hành mọi người chen farm được rồi ha. Và rất là mượt nha anh em. Đó, cực kỳ mượt luôn đó. Thì mới vừa đầu vào á, thì nó sẽ hơi bị lắc một tí, do là nó sẽ tiến hành nó phải load đi những cái map á mọi người. Thì khi mà nó load xong rồi, mọi người có thể thấy nè, là nó cực kỳ mượt và cực kỳ ngon luôn. Và khi mà mọi người chơi bằng cái cách này á, thì tôi đảm bảo với mọi người là nó sẽ không có bị ban nha mọi người. Tại vì đối với lại là những cái clean mà dành cho điện thoại á, thì mọi người chơi farm là nó sẽ rất là an toàn. Đó, còn về những cái clean cho máy tính á, thì nó có một cái phần mềm đọc mã gì đó mà tôi không biết. Nhưng mà khi mà mọi người chơi farm trên máy tính á, thì cái tỷ lệ mà mọi người bị ban nó sẽ cao hơn bình thường ha. Đó, thì nói chung tới đây á, là mọi người có thể là sử dụng để mọi người chơi rồi. Bây giờ thì tôi sẽ chạy thử cái sò rip để tôi test cho anh em xem ha. Đây nha anh em, đó thì tôi có thể là chạy được cái sò rip lúc đầu tôi mang đến cho anh em luôn nè. Đó, và anh em có thể thấy nè, đấy là đi farm đồ là rất là ok luôn nha anh em. Đó, mặc dù là treo bằng giả lập thôi, nhưng mà mọi người có thể thấy nè, đấy nó đánh không khác gì khi mà mọi người treo farm bằng những cái clean trên PC ha. Đánh rất là ngon ha. Đó, thì nói chung á, là video này thì tôi đã hướng dẫn cho mọi người cách để có thể là treo farm được trên PC siêu mượt rồi. Thì anh em nào thấy video này thì nhớ like và subscribe nha. Về sau á, thì nếu mà cái clean quay á, nó hỗ trợ cho mọi người miễn phí với lại, thì tôi sẽ làm video để gửi đến cho anh em sau. Còn bây giờ thì cảm ơn em rất nhiều và bye bye.